Alright, this is twin brother and sister LX470. We store at H&M shop. Complete A to Z. Làm mới hết hai chiếc S470 206, 207. Both have 17 inch wheel. It's that just coming today. Này của anh Trường, anh Trường. Complete review A to Z, inside, outside, pan, light, wheel. You guys need to upgrade your SUV, give me a call. At 281-575-9210. Did order under light. We open the door. We add more light underneath it. Thank you for watching, guys. 0607 LX470. Cảm ơn các bạn đã coi video 206-207 Desert LX470. Both inside clean interior. Also have 110 volt outlet. If you need extra power for your small microwave fan or like something, it's extra power for you right here. Đây các bạn có thể xài thêm điện 110. Chạc phone điện 110. Xài những cái vật dụng mà không cần power nhiều, chẳng hạn như là đèn nhỏ hoặc là nồi nấu nước sôi nhỏ và ấm nước nhỏ đồ này kia. Thì các bạn có xài cái này. External 110 volt converter. Backup light. Thank you guys, thank you for watching. Thank you.